trở ngại khi tao đến. On my và rap là cách tao trở lại và khi tao đến. Phía trước mắt mày hùng vĩ từ núi cao và khi tao đến. Tụi nó câu kết cũng phải đến cuối chào khi tao đến. BMG tung hoành không trở ngại khi tao đến. On my và rap là cách tao trở lại và khi tao đến. Phía trước mắt mày hùng vĩ từ núi cao và khi tao đến. Tụi nó câu kết cũng phải đến cuối chào. Và sau một khoảng thời gian off mic, anh em tao đã quay trở lại, chứng minh cho tụi nó thấy trên nền nhạc rap anh tạo ra trở ngại. Bước không hề cuối nắm chắc từ nhiều flow, muốn bắt được tao tụi mày không kịp đâu. Không chung từng số nắm đau hết cả lũ, tao ra trường bạo vũ không cho từ biệt nhau. Và thứ tao chơi, yeah, tao gọi đó chính là đam mê. Âm thanh tao mang trong người sự hủy diệt, mấy thằng nhóc con vì bán đất ban mê. Chắc tùy khắc nghiệt nếu nằm dưới đích ai không tôi. Đối với thế hệ của mix sai, mày bảo nhạc của tụi mày còn đỉnh lắm mà sao lượt thích còn thua cả dislike. Sốc tao sao một đấm tao hạ mày nắp ao. Lên nhạc thì tụi mày bảnh lắm nhưng gặp ngoài đời lấy ghen đâu móc dao. Thôi đừng trách móc tao khi tao đi cho mày cộng tác đã tên như thế mày đại diện cả miền. Nhưng nhìn nó đéo khác gì một động rap. Tiếp bước đen anh phát triển không kiếm chuyện, vạch ra trường phái không theo phải phiến diện. Thế hệ ban mê ba gian và đất đỏ thử đụng vào xem con mày có tí mị. Và một khi lửa bắt vẫn cao trong tao luôn ngày chữ. Nếu như đêm nhóc tụi mày thích bánh xét thì anh em tao mất đéo gì phải cử. Tiếp chịu tu hay luyện mà sao cứ thích tu dây điện. Trình gà mày là con ảo tưởng rap như con đĩ đi ngầm cu ngay miệng. Chống tao sao khi mày không có đồ bảo hộ. Tiếng ca tao vang đâm xuyên qua tâm can làm mày ảnh hưởng lên đến cả não bộ. Thoát từ bên trong bóng tối chứ đừng đi rộng lối. Thôi đi trong giọng nói khi tao đang vô hình. Tao đé phải thơ tình nếu mày muốn ý kiến có chân anh giọng gối. Mày cứ biết rap cho nên nhạc của tụi tao như một câu mày nghĩ chứ phải là thiên tôn. Cả từ bán đầu cũng như là last round hip hop với mày này đé phải chuyên môn. Ai mới đáng mắt đàn bà khi trước mặt tao đi ăn mà đổ vỏ. Nhạc mày đé với gì hay trừ phần ba nó đang bị bỏ xó. Mày nghĩ mày đứng trên đỉnh tao thấy giỏi nhất mày chỉ có vỏ chó. Ví mày như là động vật quý hiếm vì mày bị liệt vào danh sách sổ đỏ. Tao đừng lướt cho con biết thật thích nghi và đi chết. Tao ngoài trong mày cái thước nhắm cái đầu mày dưới trước cho đất thấy mày biết cửa đứa có hồng lên chắc mà kích phước. Viết nên một chàng từ ngữ trong câu và chiết được một phần IQ trong đầu. Tiết hành từ cổ họng mày tao đổ ra sông Hồng để gọi là thông tàu. Nhân mất ảo bê đô một một đừng tỏ mình nhân đạo và nhân ớn sao giờ cho nhân từ cứ tưởng là nhân áo. Nhân nghĩ mình đạt được hạng cao sau lúc tao nói thì nhân lại ứ ra. Nhân vốn chỉ là phần nhân bản nên tao muốn nhảy đất mẹ khi tao đến. BMG tung hoành không trở ngại khi tao đến. On my và rap là cách tao trở lại và khi tao đến. Phía trước mắt mày hùng vĩ từ núi cao và khi tao đến. Tụi nó câu ghét cũng phải đến cuối chào khi tao đến. BMG tung hoành không trở ngại khi tao đến. On my và rap là cách tao trở lại và khi tao đến. Phía trước mắt mày hùng vĩ từ núi cao và khi tao đến. Tụi nó câu kết cũng phải được cuối chào. Bên ngoài thích khách thì chắc thích phá phách. Lấy hết vinh tích như đây khắc cất dấu. Khuyên khích chất động đắc đến vứt tái chế. Tái thế đến số kết thúc bộ cấp máu. Cái tên Hiskai tao mang dòng gen trời. Còn kỹ năng tao tự tạo và thi triển. Tụi tao on chắc không thả không cần vội. Điểm báo là máu nhanh chân mà di chuyển. Câu bần tao viết hay đời bị tao giết. Vọn vẹn tích tắc nhanh gọn trong từng flow. Khi mà ra thanh quản tao vẫn còn căng giảng. Thì đam mê tao cũng sẽ không ngừng đâu. Lời đọc phán như là bậc cầu thang. Cứ thế tiếp bước tao đến với thành công. Rồi thật chán đã bị bóp bong chào. Kiếm cớ ngông lát chờ yếu tới thành công. Tụi mày cứ ngụy biện lợi chuyện thuộc pháp luật khác ra chống lưng. Một mét bô bô tay cả phim trên mạng. Đến real life khoác vai tao như giống thân. Ít ngồi đây diễn đua đòi muốn lấy tiếng. Biết khi nào tên mày sẽ bị ban. Bị ngang tiền tài lẫn cả về vật chất. Nhưng riêng danh dự tao không bán rẻ men. Cục bíp mà mày đã dọn ra nhà y lê tiết em cùng với lá lách. Còn mày lớn nhất thì đứng ở số 2. Theo tao leo cao thêm 10 pha cách. Quá ách trong từng đường đi hướng di chuyển. Tụi tao off mic đi tới lần để di chuyển. Kẻ sát mai để theo hướng chị thiên. Tung lời cung hút như bay trên phi thuyền. Khi tao đến BMG tung hoành không trở ngại. Khi tao đến. On my và rap là cách tao trở lại và khi tao đến. Phía trước mắt mày hùng vĩ từ núi cao và khi tao đến. Tụi nó câu kết cũng phải đến cuối chào khi tao đến. BMG tung hoành không trở ngại khi tao đến. On my và rap là cách tao trở lại và khi tao đến. Phía trước mắt mày hùng vĩ từ núi cao và khi tao đến. Tụi nó câu kết cũng phải đến cuối chào.